Rất vui được gặp lại các bác tại chuyên mục CD yêu thích phần thứ 69 của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội, chuyên mục được lên sóng vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Và trước khi bắt đầu khám phá 6 album đặc sắc nhất của tuần này thì em sẽ công bố kết quả của chương trình mini game toàn số trúng thưởng em đã đăng vào tối thứ 2 vừa rồi nhá. Ba chữ số cuối trong series tờ 500 đó là 837. Và tuần này thì chỉ có duy nhất một anh khách đoán trúng thôi, đó là mình có nickname trên YouTube là Tân Nguyễn, anh còn đoán là 537 nhá. Thì nếu mà anh đang xem clip này thì vui lòng nhắn tin tên này, địa chỉ và số điện thoại qua Zalo giúp em để em gửi tặng một đĩa CD miễn phí tận nơi cho mình. Bác nào mà chưa đoán trúng thì không sao cả, hẹn lại vào thứ hai tuần sau chúng ta sẽ lại được gặp gỡ và có trên tay một cái tờ tiền 500 ngàn mới nữa nhá. Sau cái chương trình của tuần này thì em đang tính tròn là 1 triệu mốt này. Mình phải ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn. Ngoài ra các bác có thể mua lẻ nhá, quanh đâu em sẽ báo giá từng đĩa đến đó. Và tới đây sẽ là một tuần khá là đáng nhớ với những bác nào là fan của Lệ Quyên hoặc là mình thích những cái chương trình nhạc về Hà Nội đấy ạ. Mở đầu sẽ là Lệ Quyên Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu, album đĩa chính hãng Vol 4 phát hành của Viết Tân nhá. Các bạn đã được nghe thử cái bài đầu tiên, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Thái Thịnh, đó là Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu luôn. Ngoài ra trong này có cả những sáng tác của Lương Bằng Quang, của Hà Quang Minh, của Vũ Quốc Việt hay là Tường Văn, như là Nỗi Đau Ngự Trị này, Vẫn Biết Là Nhung Nhớ này, Ngôi Sao Nhỏ, Hãy Để Em Ra Đi, Biết Đến Bao Giờ và Hãy Yêu Thật Lòng. Em đang giao là 280 nhá, địa chính hãng của Viết Tân phát hành. Hiện tại thì Lệ Quyên đang có khá là đầy đủ bộ sưu tập của Nữ Hoàng Phòng Trà. Phải có tầm khoảng mười mấy album đấy, 16-17 album tất cả. Thì bác nào mà quan tâm có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi ảnh toàn bộ những cái chương trình đĩa xịn chính hãng này và đĩa tái bản của Lệ Quyên cho mình chọn. Cái này là 280 nhá, rất là hay. Hai cái chương trình tiếp theo sẽ là hai cái album nó cùng một chủ đề về Hà Nội, đó là Hà Nội Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Vol 1, Vol 2. Thì mình xem qua cái list của từng đĩa nhá. Trong này em thấy đây là Vol 1 này, ta có những ca khúc của Lan Anh, của Mỹ Linh, của Hồng Nhung, Nhã Phương hay là Anh Thơ, Ngọc Tân, của Quỳnh Hương, Quang Thọ, đều là những giọng ca thế hệ vàng đúng không nào? Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng, Bài Ca Hà Nội, Nhớ Về Hà Nội, Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội hay là Chiều Hồ Gươm, Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân, Gửi Người Em Gái với tiếng hát của Lê Dung. Uầy, toàn là những cái bài đỉnh luôn. Hà Nội Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Vol 2 nhá, Chiều Hồ Gươm. Theo em là các bác có thể mua cả hai đĩa, bởi vì là hai cái chương trình này nó không bị trùng bài nhau đâu. Đây là Vol 2, còn Vol 1 của nó là Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Cũng rất là nhiều bài hay, em thấy có đầy đủ cả những diva như là Mỹ Linh này, Thanh Lam, Hồng Nhung, rồi thì ta có cả Khánh Linh, có Ngọc Tân hát những cái bản như là Hà Nội Mùa Thu, Đâu Phải Bởi Mùa Thu của Ngọc Tân, đây là bài tủ luôn rồi. Hà Nội Đêm Trở Gió rất là hay nữa này, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội này, và có cả Làng Lúa Làng Hoa với tiếng hát của Trung Anh nhá. Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, 150 nhá, đĩa tái bản F1. Album tuyển chọn cho nó không có đĩa xịn đâu, nó chỉ có cái phôi đúc lòng trắng như này, là cái phôi cao cấp nhất mà trong nước các cái trung tâm có thể làm. 150. Bác nào mua chọn bộ 6 đĩa ngày hôm nay em đang tính chọn là 1 triệu mốt và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn nhá. Bình thường là phải đơn từ 1,5 triệu em mới tặng đấy ạ. Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa đây, đĩa chính hãng của Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ, em đang giao là 250, có tem mác đầy đủ nhá. Trong này thì sẽ có những bản rất là xưa của Hồng Nhung, của Thanh Lam, Lê Dung hay là của Thanh Long, Bass, Thùy Dung các thứ này. Các bác xem thử cái list bài, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Hà Nội Đêm Trở Gió, Chiều Phủ Tây Hồ và Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội, và đặc biệt là trong này có bản Chị Tôi của Mỹ Linh nữa nha. Thế là Chị Ơi Dụng Bông Hoa Gạo đấy, đĩa chính hãng của Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ. Em nhớ không nhầm là album này nó phát hành từ những năm 97, 98 cơ, rất là lâu rồi. 250 nhá. Và hôm nay thì mình cùng kết thúc với hai cái chương trình của Lệ Quyên nhá. Ta có Khúc Tình Xưa 3 và Lệ Quyên album hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa rất là hay. Thì mình xem qua list của Khúc Tình Xưa 3 đã. Cái này thì khá là kinh điển rồi, bởi vì nếu mà nhắc đến Lệ Quyên thì không thể bỏ qua những cái album Khúc Tình Xưa mà Lệ Quyên hát dòng nhạc bolero đúng không nào? Hoa Nở Về Đêm, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Cho Vừa Lòng Em, Đêm Tâm Sự hay là Câu Chuyện Đầu Năm, Sương Lạnh Chiều Đông. Hiện tại thì cái loạt mà Khúc Tình Xưa đã có 5 vol tất cả. Các bác có thể mua đầy đủ nhá. Cái này em giao 150 này, đĩa F1. Còn ngoài ra đĩa xịn chính hãng nó sẽ đắt hơn, rơi vào tầm khoảng 350. Lệ Quyên Khúc Tình Xưa 3 nhá. Còn đây là cái mới nhất của Lệ Quyên đây, Mong Manh Tình Về, những ca khúc được hòa âm của Hoài Sa.
và đều là những cái bản nhạc trẻ khá là hot trên TikTok cũng như là trên YouTube gần đây. Ta có đấy, Mong Manh Tình Về em đang bật cho các bác đây, rất là quen đúng không? À, Không Còn Nợ Nhau cũng hay này, Ngày Mai Em Rời Xa, Trái Tim Tổn Thương, Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố, Ta Đã Từng Yêu hay là Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, đều là những cái sáng tác mới nhá, hát theo phong cách acoustic rất là nhẹ nhàng mà nghe đúng là đẳng cấp của Lệ Quyên, có khác khác hẳn những cái ca sĩ trẻ bây giờ được không nào. Nói chung là những cái giọng ca mà được đào tạo tôi luyện trước đây mình nghe nó vẫn có gì đấy đẳng cấp hơn đúng không? Mong Manh Tình Về, Lệ Quyên mới nhất nhá. À rồi, cái này em cũng giao 150 này, và chọn bộ em xin nhắc lại, em đang tính là 1,1 triệu, miễn phí ship tận nơi và tặng thêm cho mình là một đĩa tùy chọn. Ngoài ra các bác thể mua lẻ nhá. Và bên cạnh những cái chương trình mà em hay lên sóng ở trên YouTube, trên Zalo, Facebook, mà các bác cần tìm bất kỳ ca sĩ hoặc là chủ đề dòng nhạc nào thì cũng có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi ảnh thêm cho mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn bây giờ xin phép chào tạm biệt và chúc các bác 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ.